Chào năm trăm anh em và tôi Nguyễn Tùng Sơn đây. Trong video này thì tôi chia sẻ cho các bạn đó về một cái bí mật đằng sau kênh YouTube của Sơn PS, đó là 5 triệu lượt xem thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Anh em có thắc mắc cái điều này không nào? Và trong video này thì tôi sẽ bật mí hết tất tần tật để cho anh em biết được rằng cái cách làm sao đó mình có thể kiếm được tiền từ YouTube, cái cách làm sao đó mà Sơn PS đã kiếm được tiền và 5 triệu lượt xem thì Sơn đã kiếm được bao nhiêu rồi. Được không nào? Thì trong video này là tất tần tật và Sơn sẽ chia sẻ không có giấu bất kỳ một điều gì hết dành cho anh em nếu như anh em coi hết video này. Và đầu tiên cái điều đây là video này sẽ rất là dài nhưng Sơn cam kết rằng nó sẽ mang lại rất là nhiều cái giá trị và rất là nhiều những cái câu hỏi mà những anh em làm YouTuber đã chắc chắn rằng bạn đang có một cái câu hỏi đó trong bản thân mình từ trước đến giờ, đúng không nào? Ok, thì bây giờ là Sơn sẽ bắt đầu cái chủ đề ngày hôm nay nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải nói tới cái việc là YouTube họ tính tiền cho chúng ta như thế nào và làm sao để chúng ta có thể bật được điều kiện để kiếm tiền. Như cái thời điểm cách đây khoảng 3 năm khi mà Sơn làm về YouTube đó các bạn, thì thời điểm lúc đó, nó rất là dễ và nó không cần phải điều kiện như ngày hôm nay. Tới điểm hiện tại thì chúng ta muốn bật được kiếm tiền thì mình cần phải có 4.000 giờ, 4.000 lượt, 4.000 giờ xem và 1.000 lượt subscribe trên YouTube. Đó, thì bây giờ là 4.000 lượt xem thì chúng ta đã biết là nó như bây giờ là 1.000 lượt đăng ký thì chúng ta đã biết như nào rồi, đúng không nào? Ví dụ như đây là kênh YouTube của Sơn thì đã có được 87.000 lượt đăng ký, đúng không nào? Thì đây là cái lượt đăng ký thì chúng ta đều biết rồi. Còn 4.000 giờ xem tức là tổng cái thời gian xem của cái kênh YouTube của bạn với những khán giả của bạn xem á, thì nó cộng lại thành 4.000 giờ. Đó thì nó sẽ đủ điều kiện để chúng ta bật quảng cáo kiếm tiền với YouTube. Rồi thế bây giờ YouTube thì họ sẽ tính tiền ra làm sao? Họ sẽ dựa vào cái lượt hiển thị quảng cáo để họ sẽ trả tiền cho chúng ta. Thì liệu rằng có nhiều người bạn hỏi thì bây giờ là 1.000 lượt xem hay là 10.000 lượt xem thì bây giờ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Thì trong video này thì Sơn sẽ giải đáp cho các bạn cái câu hỏi của các bạn đang thắc mắc bấy lâu nay và xem rằng là khi mà chúng ta làm YouTuber, chúng ta quay những video như vậy thì nó có đáng cái công sức để chúng ta xây dựng cái video để chúng ta làm hay không, được chưa nào? Video này thì Sơn đi thẳng vào vấn đề và mình không có nói vòng vo tam quốc để cho các bạn có thể dễ dàng hình dung và định hướng được một cái nghề chúng ta có thể làm về YouTuber có ok hay không, được chưa nào? Rồi, thì bây giờ này, như Sơn đã nói đó, thì YouTube họ thanh toán chúng ta dựa vào cái lượt hiển thị quảng cáo. Nếu như ví dụ như bây giờ cái kênh YouTube của bạn có đặt nhiều quảng cáo mà người xem người ta xem từ đầu đến cuối đó, thì bây giờ là chắc chắn rằng trong video đó thì nó sẽ hiển thị quảng cáo rất là nhiều lần trong từng cái phân đoạn khác nhau của cái video, đúng không nào? Đó thì có rất là nhiều cái dạng quảng cáo khác nhau, thì tí nữa Sơn sẽ làm thử cho các bạn để các bạn có thể nhìn thấy được nha. Rồi bên cạnh đó, đó thì cái số tiền mà chúng ta kiếm được á, nó cũng dựa vào cái thời gian xem, thời gian xem nó rất là quan trọng nha các bạn. Ví dụ nhá, bạn hình dung như vậy này, một cái video cũng bật quảng cáo, hai video cũng bật quảng cáo giống y như nhau. Nhưng bây giờ một cái video mà xem 20 giây với cả một video mà họ xem 5 phút thì chắc chắn là cái số tiền quảng cáo mà YouTube họ trả cho hai kênh này sẽ khác nhau hoàn toàn. Nên nó bởi vậy á, cái lượt xem á, nó không có đóng vai trò tất cả để chúng ta nói được cái thu nhập, đúng nào? Thì nó còn phải dựa vào cái thời gian xem nữa. Nên để chúng ta có được nhiều tiền mà YouTube trả đó thì bây giờ chúng ta phải nỗ lực làm sao đó để chúng ta gia tăng thêm cái thời gian mà giữ chân lại cái khán giả của chúng ta. Ví dụ như bây giờ bạn nó vào cái mục Analytics, đúng không nào? Bạn xem, ví dụ như bây giờ người dùng họ đang xem kênh YouTube của bạn trung bình là khoảng 3 phút thì bây giờ bạn phải nỗ lực làm sao đó bạn phải kéo nó lên 3 phút rưỡi, 3 phút 40, 4 phút, 5 phút, thậm chí là 10 phút trung bình xem thì chắc chắn rằng cái số tiền mà bạn nhận được từ quảng cáo rất là nhiều, đúng không nào? Video này thì Sơn sẽ nói rất là dài không để trả lời hết tất cả những câu hỏi của bạn và bên cạnh đó mình sẽ chia sẻ với các bạn sự thật ở đằng sau cái kênh YouTube của Sơn PS và 5 triệu lượt xem của kênh YouTube của Sơn á thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, đúng không nào? Đấy thì hiện tại á kênh YouTube mình đã được là 87.000 lượt đăng ký rồi này và có hơn 5 triệu lượt xem thì nó sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Nào các bạn có quan tâm điều này không nào? Thì trong video này thì Sơn sẽ show hết cho các bạn để các bạn có thể biết được và mình sẽ định hướng được cái cách mình làm nhá. Các bạn thấy video này tuyệt vời hay thì đừng quên bấm vào nút like và bấm vào nút đăng ký subscribe kênh YouTube của Sơn ở phía bên dưới. Rồi, thì bây giờ là nếu như bây giờ cái quảng cáo á, mà chúng ta mà được bấm vào click mà nhiều lần trên cái quảng cáo đó thì nó sẽ còn được nhiều tiền hơn.
Đó, thì bây giờ này, đầu tiên nó sẽ dựa vào cái lượt hiển thị. Đó, bây giờ Sơn sẽ nói lại cho các bạn hình dung nhé. Lượt hiển thị này, số 2, yếu tố số 2 đó là thời gian xem. Và yếu tố số 3 đó là tỷ lệ click vào. Cái số lượng click bấm vào quảng cáo thì lúc này nó sẽ được tính tiền. Đó, thì bây giờ là mình phải dựa vào những yếu tố này. Chứ lượt view nó chỉ là một trong những yếu tố thôi. Được chưa nào các bạn hình dung rõ chưa? Nếu các bạn thấy hiểu rồi thì các bạn hãy comment phía bên dưới là hiểu rồi. Đúng nào, comment phía bên dưới video này là hiểu rồi. Và bạn phải chú ý nha, bạn vào cái mục Analytics á, bảng thông báo đó, thì cái tỷ lệ bấm vào quảng cáo thường sẽ dưới 10%. Chứ nếu như bây giờ là tỷ lệ mà cao hơn 10%, có thể là các bạn đang gặp ai đó phá cái kênh YouTube của bạn và họ đang bấm vào quảng cáo của bạn để phá cái kênh YouTube của bạn chẳng hạn. Đó, thì bạn cần phải chú ý cái này nhá. Rồi, tiếp theo này, bây giờ này, quảng cáo hiển thị như thế nào thì hợp lệ. Thì trong cái phần này á, là Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn á, về những cái hình thức quảng cáo mà bây giờ nó đang có để chúng ta có thể dễ dàng hình dung. Thì cái đầu tiên đó là cái hiển thị quảng cáo trong video. Hiển thị quảng cáo trong video nó có những cái banner đó các bạn. Thì bạn đã coi cái video á, ở phía bên dưới cái thanh gạch ngang này này. Đó, để bạn có tua cái video đó thì bạn sẽ thấy những cái điểm chấm màu vàng, đúng không nào? Điểm chấm màu vàng thì đó là những cái nơi mà cái người YouTuber họ đã cài vào đó để được bật quảng cáo vào đúng cái thời điểm đấy. Đó, thì bạn đã xem video của tôi có cái điều đó không? Video của tôi có cái điểm màu vàng không nào? Video có không ạ? Không có, đúng không các bạn? Rồi, thì có nghĩa là nếu như bây giờ video của tôi thì hiện tại video này thì tôi chưa bật quảng cáo. Còn nếu như những video nào ở phía bên dưới có cái điểm màu vàng đó, và sau đó nó hiện lên một cái banner mà bạn đang xem kênh video thì bạn nó hiện lên một quảng cáo, thì đó là họ đang bật quảng cáo. Và nếu như bây giờ video mà dưới 10 phút á, thì bạn chỉ được bật hai quảng cáo thôi, tức là quảng cáo đầu video và quảng cáo cuối video, và bạn không có tối ưu hóa được cái số tiền mà bạn kiếm được. Thì bạn hãy nỗ lực làm sao đó để mình đặt cái video nào đó của mình á, là trên 10 phút, độ dài trên 10 phút, thì bạn sẽ được bật nhiều quảng cáo hơn trên một cái video của các bạn. Được chưa? Hãy nỗ lực trong quá trình mình làm thì video của mình kéo dài trên 10 phút. Rồi, tiếp theo này, cái hình thức đó, thứ hai đó là những cái quảng cáo mà nó hiện ở bên phải cái góc màn hình. Nếu ví dụ như bây giờ các bạn đã đăng vào bằng giao diện bằng máy tính thì các bạn sẽ nhìn thấy ở bên phải nó sẽ có một cái banner. Ví dụ nha, bây giờ là Sơn sẽ thử một từ khóa là bây giờ là mình học tiếng Anh đi, học tiếng Anh, thì bây giờ là cái quảng cáo nó sẽ hiện lên ở đâu. Thì đầu tiên ví dụ như bạn thấy này, ở trên này là nó hiện lên một cái quảng cáo. Ở đây là cái bên quảng cáo họ tự bật lên, thì nó là giao diện trang chủ rồi, mình không nói nhá. Người YouTuber thì người ta sẽ không có nhận được tiền từ đây. Nhưng ví dụ như bây giờ Sơn sẽ thử vào một cái web, đó là web 5 ngày rất nổi tiếng. Đây, web 5 ngày rất nổi tiếng, đúng không nào? Thì các bạn thấy này, ngay khi mà Sơn bật cái quảng cáo lên, bật cái video lên, thì ngay lập tức nó có một cái hiện lên một quảng cáo rồi. Và cái quảng cáo này là quảng cáo gọi là quảng cáo có thể bỏ qua được. Đó, quảng cáo có thể bỏ qua. Đó, rồi tiếp theo nữa này, nó có một cái banner ở phía bên phải, góc bên tay phải màn hình, được chưa? Thì đây là cái dạng quảng cáo mà vừa nãy Sơn mới nói ra. Khi mà mình coi hết cái này đi, mình bấm vào phần hết 5 giây rồi, mình bấm vào phần bỏ qua. Thì trong cái quá trình mình xem video này thì không có, đúng không nào? Trong quá trình mình xem thường nó sẽ có một cái quảng cáo hiện ở giữa đây. Nó hiện ở trong quá trình mình xem đây này, thì nó có một cái banner. Đó, thì đó là một cái dạng quảng cáo tiếp theo. Thì chắc là cái quảng cáo đó thì ai cũng sẽ gặp rồi. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn nhé, cái quảng cáo bên phải của video này, điện thoại thì nó sẽ hiện một giao diện khác nhé. Rồi, thứ hai đó là cái quảng cáo mà mình không thể bỏ qua. Video vừa nãy là quảng cáo có thể bỏ qua, còn cái không bỏ qua đó là mình sẽ coi hết 15 giây thì nó tự động mình được xem video tiếp theo. Thì cái dạng quảng cáo đó nó sẽ có được nhiều tiền hơn. Rồi, đây là quảng cáo không thể bỏ qua, và xem này là xem 15 giây. Xem 15 giây rất là mệt mỏi, đúng không nào? Nên bởi vậy có nhiều người cũng phải đi tìm những cái công cụ để chặn quảng cáo là như vậy. Đó. Rồi, thì đó là những cái dạng quảng cáo để chúng ta có thể nắm được. Bạn có hiểu được chưa nào? Nếu như bạn hiểu rồi thì bạn nên comment phía bên dưới là tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu cách làm rồi. Và nếu như có điều kiện thì những video tiếp theo, nếu như bạn đồng ý thì Sơn sẽ quay nhiều hơn về chủ đề về YouTube. Về cách để làm sao đó để mình có thể tạo được những chủ đề có nhiều người xem,
hoặc là cách làm sao đó để SEO cái video của mình lên, cách làm sao đó để video mình có nhiều lượt view, cách làm sao đó để chúng ta có thể bật được kiếm tiền, cách làm sao đó để chúng ta có được 4.000 giờ xem và 1.000 lượt subscribe thật là nhanh chóng. Đó thì bạn quan tâm chủ đề này không nào? Hay là cái cách làm sao đó để chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được 1.000 lượt đăng ký đầu tiên, cách làm sao để đạt được 10.000 lượt đăng ký đầu tiên, bạn quan tâm đó thì hãy comment phía bên dưới là tôi quan tâm cách làm YouTube. Đó thì nếu như mà có nhiều người quan tâm thì tôi sẽ cân nhắc đến cái việc là tôi sẽ làm được một chuỗi series để hướng dẫn cho các bạn cách để làm YouTube cực kỳ đơn giản, dễ làm mà ai cũng có thể làm được. Đó, nếu như bạn quan tâm thì comment phía bên dưới nha, tôi rất quan tâm đến cách làm YouTuber. Đó, rồi tiếp theo này, kiếm tiền YouTube thì bằng cách nào? Rồi. Đó. Và chút nữa đến cuối video đó thì Sơn sẽ bật mí và công khai cho các bạn biết được rằng đó là 5 triệu lượt xem thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Đó, đây là sự thật của kênh YouTube của tôi nhá. Rồi, kiếm tiền YouTube thì bằng cách nào đây? Thì cái cách mà phổ biến nhất mà từ trước giờ chúng ta hay từng gặp phải đó, đó là nhận tiền từ quảng cáo YouTube trả cho chúng ta. Đó, thì đó là những cái hình thức mà vừa nãy Sơn đã nói ở trên này. Đó, thì đó là cái bên YouTube họ nhận được quảng cáo từ bên ông doanh nghiệp. Sau đó ông doanh nghiệp ông thuê ông YouTube và YouTube vậy trả tiền cho chúng ta khi mà có người xem qua cái video của chúng ta. Đó, thì đầu tiên cái cách này là rất phổ biến của nhiều YouTuber hiện tại đang làm. Đó, thì dựa với cách này thì chúng ta sau một thời gian nỗ lực khoảng 4 tháng đi thì chúng ta có thể kiếm được $100 đầu tiên chẳng hạn. Và sau đó đến tháng số 7 thì chúng ta có thể bắt đầu kiếm được $300 cho tới $500 một tháng. Ở khi mà chúng ta làm được đâu đó khoảng 1 năm rồi thì cái việc là chúng ta vượt được cái con số là 1.000, 2.000, 3.000 đô thì đó là việc dễ dàng rồi. Được chưa các bạn? Đó thì chúng ta sẽ có những cái cột mốc như vậy. Đó là những cột mốc bạn có thể ghi phía bên dưới nhé. Đó là những cái cột mốc để chúng ta có thể kiếm được tiền với YouTube. Thì đây là cái cách này là rất phổ biến, cực kỳ phổ biến, mà rất là nhiều YouTuber đang kiếm tiền thì họ đang làm cái cách này. Dĩ nhiên sẽ có những người người ta rất là đột phá và người ta làm rất là giỏi trong khoảng một thời gian cực kỳ ngắn thôi, thì họ sẽ nhanh chóng đạt được một vài trăm nghìn lượt subscribe, sau đó là lên được 1 triệu lượt subscribe thì họ kiếm được rất nhiều tiền rồi. Đó, những cái cách số 2 đây này, những đối với những cái kênh mà họ có một vài trăm nghìn lượt subscribe cho đến hàng triệu lượt subscribe thì lúc này họ sẽ nhận PR cho các nhãn hàng. Mình lấy ví dụ như bây giờ cái kênh YouTube của NTN, bạn NTN vừa rồi mới mua một cái xe 3 tỷ đúng không nào? Đó, thì bạn ấy kiếm được tiền từ quảng cáo YouTube này, từ quảng cáo YouTube trả. Đó, thì mỗi tháng, đây là một cái thông tin rò rỉ ở bên ngoài, mỗi tháng thu nhập bạn sẽ kiếm được từ YouTube là khoảng 400 cho tới 500 triệu một tháng. Đó, trong năm vừa rồi. Đó, thì bên cạnh đó bạn ấy còn nhận được một số tiền rất là khủng bởi cái việc là bạn ấy PR cho các nhãn hàng. Mà bạn tin không, thậm chí là cái số tiền mà bạn ấy PR cho các nhãn hàng còn nhiều tiền hơn rất nhiều lần so với YouTube trả cho cái bạn đó nữa. Đó, bạn hình dung không? Thì có thể là một cái video đó bạn ấy quay, bạn chỉ nói khơi thôi. Đó, thì cái người nhãn hàng đó họ có thể trả cho bạn hàng trăm triệu trên một lần bạn ấy quảng cáo như vậy rồi. Thì như vậy một tháng bạn chỉ cần nhận khoảng 5 cho tới 10 cái đơn quảng cáo thôi. Thì bạn đã có được rất nhiều tiền rồi đúng không bạn? Giả sử đi, bây giờ là có chắc gì, ví dụ như bây giờ bạn ấy mua xe tại Mercedes thì bạn ấy không có được tiền hoa hồng đâu đúng không bạn? Thậm chí là có thể bạn ấy mua xe đó 3 tỷ. Đó, nhưng bạn ấy được chiết khấu đi, ví dụ còn 2 tỷ rưỡi đây chẳng hạn. Bạn hình dung được không nào? Thì cái việc là nhận từ quảng cáo này đối với những cái trang nào đó có vài trăm ngàn cho tới hàng triệu là subscribe rồi thì kiếm được rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Nó nhấn mạnh đây là rất nhiều tiền. Nhưng cái việc này thì theo bạn là dễ hay là khó ạ? Để mình lên được vài trăm nghìn lượt subscribe hay là hàng triệu lượt subscribe thì nó dễ hay khó ạ? Thì chắc ở đây tôi hiện tại nó chưa làm được nên tôi nói là nó khó. Đó, còn nếu như ai làm được thì nó là dễ. Nên nó đúng với người này nhưng mà chưa đúng với người kia. Thì đối với tôi thì cái việc đó để lên được vài trăm nghìn lượt subscribe cho tới hàng triệu lượt subscribe thì đối với tôi là khó, tôi không có làm được điều đó. Rồi, thế còn cách nào để kiếm tiền dựa vào YouTube đây? Rồi cách số 3 ở đây cũng có rất là nhiều người đang làm và làm rất thành công, là mình có thể là dựa vào cái lượt xem ở trên YouTube để mình có thể bán được hàng, mình có thể tuyển được đại lý, mình có thể bán được trên online và mình xây dựng cái hình ảnh thương hiệu của mình để mình bán những sản phẩm đó lên trên Shopee, Lazada, Sendo, Aday rồi đó. Thì đó là những kênh mà rất là phổ biến rồi. Thì chúng ta chỉ cần xây dựng cái hình ảnh thương hiệu, sau đó chúng ta kêu gọi người khác vào trên những cái trang đó để mua hàng của mình, đúng không nào? Thì đó cũng là một cách rất là hay. Mình cũng có thể là tuyển dụng được nhân sự ở trên này, mình cũng có thể là xây dựng được cái hình ảnh sản phẩm, thương hiệu và mình bán được trên cái kênh YouTube nữa. Thì đây là ba cái cách tiêu biểu
là khi mà chúng ta xây một cái kênh YouTube lên để chúng ta có thể kiếm được tiền từ đâu. Đó thì cái đây là nếu như bây giờ này, cái cách số 1 đối với tôi thì tôi nói đây là cái cách gọi là basic nhất, cơ bản nhất của những cái người là mới bắt đầu. Còn cái cách số 2 đây, đây là cái trình độ là phải là level cao. Còn cái cách số 3 đây thì tôi nói cho các bạn ở đây thì nó cũng cơ bản là nó cũng cao, nhưng cái cách nhận PR đây thì nó khủng hơn, tại vì bạn phải bỏ rất nhiều chất xám, bỏ rất là nhiều công sức để bạn có thể kéo được cái kênh YouTube của bạn nó từ con số 0 zero lên tới hàng trăm nghìn cho đến hàng triệu lượt subscribe. Thì cái này là tôi nói phải nói là trình rất là cao mà phải hiếm người làm được kiểu này. Còn cái việc là số 1 với số 3 này thì nhiều người có thể làm được. Đó. Nếu như bây giờ là tôi thì tôi có thể điều hướng, một là bạn có thể làm cái cách số 1 trước, đó là mình trở thành một người YouTuber và mình kiếm được tiền từ YouTube, họ trả cho mình một vài trăm đô một tháng cho tới hàng nghìn đô một tháng. Sau đó thì bạn hãy song song để bạn tìm một cái sản phẩm gì đó để bạn bán thêm thì bạn sẽ có một cái thu nhập rất là tốt. Thậm chí cái việc số 3 có nghĩa là việc bán hàng đó sau này nó sẽ còn tốt hơn cái việc là YouTube trả tiền cho bạn. Thì lúc này bạn hoàn toàn bạn sẵn sàng bạn trả tiền cho cái ông YouTube đó để ông ấy quảng cáo cho bạn, đúng không? Đó thì đây là ba cách nhé để bạn có thể kiếm tiền. Nào bạn đã hiểu chưa nào? Đó rất tuyệt vời đúng không nào? Thì video này tôi sẽ nói rất là rõ ràng để cho các bạn có thể hướng dẫn được từ đầu đến cuối, bạn có thể hình dung được là làm YouTube thì làm như thế nào. Rồi tiếp theo này. Những cái chủ đề này rất tuyệt vời, đó là làm chủ đề nào thì hái ra tiền. À bạn có đang đặt câu hỏi này không nào? Làm chủ đề nào thì hái ra tiền đây? Thì đầu tiên này chúng ta phải rõ ràng về mặt tư duy trước đã nhá. Sau đó chúng ta mới nói về làm chủ đề nào. Đó là làm video gì đó để chúng ta phải có ích cho cộng đồng và mình phục vụ cho người xem. Chứ nếu như bây giờ mình làm video mà không có ích cho cộng đồng thì chắc chắn không ai xem được, đúng không các bạn? Thì bây giờ bạn phải tư duy là tôi làm video gì để có ích cho cộng đồng đấy và có người xem đấy. Người xem có thể là họ vui này, họ happy này, họ sẽ giết được thời gian này, hoặc là họ học được thêm kiến thức đó, hoặc là họ trở nên đẹp hơn, hoặc là họ sẽ trở nên là hạnh phúc hơn trong gia đình của họ đó, hay là họ sẽ trở nên khỏe mạnh hơn khi mà xem xong video của bạn, những cái hướng dẫn của bạn, hay là họ sẽ cảm thấy được thông thái hơn, hay là họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Thì đó thì video của bạn phải phục vụ được những cái yếu tố đó, nó phải giúp được có ích cho cộng đồng. Rồi cái tiếp theo đây là video của bạn á, phải là dài trên 10 phút, là nỗ lực làm sao đó video của mình á, nói dài hơn 10 phút nếu như bây giờ bạn đang là YouTuber kiếm tiền nha. Còn nếu như bây giờ bạn chỉ bán hàng không thôi thì không cần nhất thiết phải là video dài trên 10 phút đâu. Rồi một cái câu hỏi đây này, nếu như ở Việt Nam mà mình hướng tới cái nhóm đối tượng người mà trên 25 tuổi thì tôi cá với các bạn thu nhập của bạn sẽ cao hơn rất là nhiều nếu như bạn hướng tới cái nhóm đối tượng là chỉ 14 cho tới 18 tuổi thôi. Đúng không nào? Đúng không các bạn? Bạn đồng ý điều này không ạ? Tại vì sao? Cái người trên 25 tuổi á thì cái khả năng họ mua hàng nó sẽ cao hơn. Họ có điều kiện tài chính rồi và họ sẽ click vào quảng cáo và họ sẽ đi tới cái trang bán hàng và họ mua hàng nhiều hơn. Nên nếu như bây giờ bạn định hướng làm video trên YouTube tại Việt Nam thì nên định hướng cái nhóm người xem nó phải là trên 25 tuổi. Đó, chút nữa thì tôi sẽ cho các bạn xem được này, phải trên 25 tuổi, đúng không? Đó và nếu mà tốt hơn là 30, 45 tuổi thì càng tốt nữa. Thì khi mà ở Việt Nam mà chúng ta làm nó 1.000 lượt xem á thì đâu đó chúng ta sẽ đạt được khoảng 0.1 cho tới 0.3 đô. 0.1 cho tới 0.3 đô. Cái này thì nó sẽ không có cố định. Không có cố định và nó sẽ có một cái khoảng như vậy, được chưa? Để bạn hình dung. Còn nếu như bây giờ các bạn nó làm chủ đề mà mình hướng ra thị trường nước ngoài thì sao? Thì 1.000 lượt view ở đây nó giá trị hơn rất nhiều lần so với tại Việt Nam, đâu đó khoảng gấp 20 lần. 1.000 lượt xem ở nước ngoài á, ở bên Mỹ, Úc, Canada đó thì nó sẽ tương đương là khoảng 5 cho tới 7 đô. 5 cho tới 7 đô. Ví dụ nha, bây giờ là 1.000 view ở Việt Nam, chúng ta có 0.2 đô. Thì bây giờ là 20.000 lượt xem, 20.000 lượt xem thì chúng ta sẽ có 4 đô. 20.000 lượt xem chúng ta có 4 đô. Mà ở đây á, là 1.000 lượt xem á, chúng ta đã có 5 đô rồi thì chứng tỏ là lượt xem ở nước ngoài sẽ gấp 20 lần tại Việt Nam. Được chưa? Thì chúng ta sẽ hình dung như vậy nhé. Bởi vì cái thị trường của họ thì cái giá quảng cáo sẽ cao hơn. Rồi, bên cạnh đó này bạn có thể định hướng nên làm YouTube đó để mình kiếm tiền. Không? Và bên cạnh đó chúng ta vẫn có thể là xây cái thương hiệu và mình bán hàng nữa. Ví dụ nhá, bây giờ này, các bạn đã đang làm cái chủ đề về hướng dẫn giúp người khác về make up, hướng dẫn cách phối đồ thời trang thì bạn nó không chỉ là kiếm tiền từ YouTube không,
mà bạn hãy kèm theo để bạn bán mỹ phẩm, đồ làm đẹp hoặc là đồ thời trang chẳng hạn, thì bạn sẽ gia tăng được thêm thu nhập của bạn. Ví dụ nhé, ở đây là bên tay này của tôi này, bên tay số 1 này, thì chúng ta đang làm YouTube, chúng ta kiếm được 500 đô một tháng từ cái việc chúng ta hướng dẫn người khác làm make up. Thì bây giờ là chúng ta sẽ làm thêm một cái chủ đề nữa, đây là chúng ta bán cái sản phẩm make up hoặc là bán son hoặc là bán mỹ phẩm, chúng ta kiếm được thêm 500 đô nữa. Cái một kiếm được 500 đô, cái số 2 kiếm được 500 đô, là tổng cộng chúng ta kiếm được 1.000 đô. Một ngày nào đó cái này kiếm được 1.000 đô, nhưng cái này nó kiếm được 2.000 đô thì tổng chúng ta kiếm được 3.000 đô, đúng không nào? Thì bạn hãy xây dựng cái thương hiệu nữa, bạn phải định hướng cái kênh YouTube của bạn ngay từ đầu, bạn xây dựng cái hình ảnh thương hiệu để sau này bạn có thể bán được cái sản phẩm đi kèm theo nữa, thì bạn sẽ giàu có, được chưa? Rồi, hay là ví dụ nhé, bây giờ này tôi có một cái kênh YouTube, tôi hướng dẫn về những cái chủ đề về 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 DIY á, là về handmade á, do it yourself á. Ví dụ là bây giờ tôi hướng dẫn bạn gấp hoa giấy đi. Đó, thì bây giờ là rất là nhiều người quan tâm và xem cái video này, đúng không nào? Đó, thì bây giờ là tôi sẽ làm thêm một cái trang bán hàng nữa, đó là tôi bán những cái hoa giấy đó. À, bây giờ đây là tôi hướng dẫn thì tôi đã kiếm được tiền từ ông YouTube cũng trả tiền tôi rồi, thì bây giờ tôi lại còn bán hoa giấy nữa, thì bây giờ tôi kiếm được thêm một khoản thu nhập. Và đây là câu chuyện có thật nha các bạn, từ một người bạn ở Sơn kiếm được trên 10.000 đô một tháng từ cái việc là bán hoa giấy ra thị trường nước ngoài. Bên cạnh nó, kênh YouTube của bạn ấy cũng rất là nhiều người xem, được không nào? Đó là cái mà chúng ta phải định hướng. Hay là cũng có một người bạn ở Sơn đi, thì anh ấy bán phụ tùng xe dầu nhớt, và anh ấy định hướng anh ấy bán lên rất là nhiều những cái kênh khác nữa, ở về Shopee, Lazada, Sendo, Alay rồi Lazada ví dụ như vậy đó, thì anh ấy bán được sản phẩm này, thậm chí cái số tiền mà anh ấy kiếm được từ YouTube là 700 đô, thì cái số tiền mà anh ấy kiếm được từ cái gian hàng này, anh ấy bán dầu nhớt phụ tùng xe máy, anh ấy kiếm được gấp đôi số tiền đó nữa. Đấy, các bạn hình dung được chưa? Rồi, mình có thể là bán nguyên liệu cà phê hay là công thức pha chế. Đó, ví dụ như bây giờ mình làm một kênh YouTube, mình hướng dẫn cách pha chế, sau đó thì mình bán nguyên liệu, đúng không nào? Đó, thì chúng ta phải định hướng ra là chúng ta giúp đỡ cộng đồng đó, và giúp cho họ có ích và phục vụ cho người xem. Rồi, thì cái này là ok. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng bán kèm thêm sản phẩm nữa để chúng ta có được thêm thu nhập. Hay là bạn cũng có thể làm chủ đề về đất, nhà đất ở Long An, Bình Dương, Thái Nguyên, Hà Nội, Ninh Bình, hay là chung cư, hay là những cái tư duy để làm sao đó cho người ta chọn và người ta tránh bị lừa đi chẳng hạn như vậy. Đó, thì người ta sẽ có cái, bạn sẽ có khả năng bạn bán được nhà đất này, bán được ô tô cũng dựa vào cái nhu cầu như vậy. Rồi, đó, các bạn thấy cái video này có giá trị không nào? Đừng quên bấm một nút like phía bên dưới video và bấm một nút subscribe kênh YouTube để được nhận những video mới nhất của Sơn nha các bạn. Đấy nhá. Rồi, bên cạnh này thì chúng ta có thể hợp tác với những cái đơn vị có những cái sản phẩm về du lịch. Đó. Ví dụ như bạn là một người rất thích đi du lịch, bạn rất thích đi khắp tại Việt Nam, toàn quốc, để bạn đi những cái danh lam thắng cảnh tại Việt Nam đi chẳng hạn, thì bạn đi bạn quay video lại. Đó, bạn quay video bạn review tại địa điểm này, quán ăn kia, có cái này, có cái hay, cái nọ, không? Thì khi bạn quay như vậy thì bạn cũng có thể là hợp tác với những cái đơn vị họ đang có những cái sản phẩm về du lịch, thì bạn cũng có thể kiếm được tiền nữa. Đó, thì nếu như bạn á, muốn có được những case study hay hơn, hoặc là muốn học được cái cách mà làm YouTube của Sơn á, thì bạn có thể comment phía bên dưới là tôi muốn học YouTube từ Sơn. Đó, thì Sơn sẽ có động lực để Sơn nó quay thêm những video khác nữa. Còn cái video này á, thực ra là mình cũng rất là gọi là tự nhiên á, mình đột phá ý tưởng đó, mình nghĩ là thôi mình phải quay cho mọi người biết được xem á, là 5 triệu lượt xem của kênh YouTube của Sơn thì kiếm được bao nhiêu tiền, nên á, dựa vào đây thì mình có quay thêm và mình cho mọi người thêm những cái thông tin để nếu như anh em quan tâm về làm YouTube như thế nào thì mình cũng định hướng được rõ ràng hơn. Ok, bạn thấy nó tuyệt vời không nào? Đừng quên bấm một nút like nha. Hãy comment điều gì đó phía bên dưới video này để chúng ta cùng thảo luận với nhau. Rồi, thì tiếp theo này, một cái điều gần cuối. Đây, sau đó chúng ta sẽ tới cái điều cuối cùng đây. Một cái điều gần cuối đó là làm YouTube thì nó dễ hay là khó? Thì ở đây tôi nói một điều là nó dễ thì cũng nói là dễ thật, mà nó khó thì nó cũng khó của nó. Nhưng bạn phải tư duy ngay từ đầu. Một lần nữa nhắc lại, đó là nếu như bây giờ chúng ta tư duy rằng chúng ta làm cái video này để có phục vụ cho người xem đó, hoặc là nó có ích cho một ai đó, thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Hoặc là đơn giản bạn chỉ suy nghĩ rằng là khi mình làm video mình lưu giữ lại những khoảnh khắc thôi, để lưu giữ những kỷ niệm thôi, chứ không nhất thiết là mình cần phải là quá hoàn hảo, thì bạn nó sẽ vượt qua được và bạn cảm thấy nó dễ dàng. Và thông thường khi mà chúng ta làm thì chúng ta thường có những cái nỗi sợ, thì bây giờ chúng ta phải tìm cách để vượt qua được những nỗi sợ đó.
những nỗi sợ là gì? Ví dụ là sợ bị đánh giá, sợ người khác nói ồ video này chán quá, video này không hay đó, hay là chúng ta sợ là không có ai xem đó. Bạn có sợ những điều này không nào? Hay là sợ cái video nó chưa được hoàn hảo, sợ chúng ta nói chuyện nó còn dở đó, không quan tâm đó. Cái tư duy lúc mà ngay từ ngày đầu tiên Sơn làm đó là hoàn thành trước khi hoàn hảo, tức là bây giờ trước khi mà chúng ta làm cho nó hay, trau chuốt, đẹp đó, thì bây giờ chúng ta cứ làm nó đi, nó phải có video. Và cái cách mà Sơn quay các bạn, Sơn không có cắt, cứ nói, sai thì mình ngừng lại, mình nói tiếp, sau chút nữa mình mới coi lại cái video đó để mình cắt cái đoạn nào, đúng không? Chứ nếu như bây giờ mình cứ dừng lại ấy, thì thế nào mình cũng mất đi cái động lực để mình quay tiếp đó. Nên đây chính là cái cách để làm video dễ dàng nhất đó, bạn phải nhớ này, hoàn thành trước khi hoàn hảo. Hãy comment phía bên dưới video này là hoàn thành trước khi hoàn hảo khi mà làm video đó các bạn đó. Thì khi mà bạn hãy nhớ này, khi mà chúng ta làm càng thật á, càng thật thà, càng thật thà, càng bình thường mà chả có sự trau chuốt gì hết á, thì càng hút được nhiều người xem. Bạn hình dung bạn để ý như vậy đúng không? Mà khi mà chúng ta làm càng trau chuốt thì chả có ai xem hết đó, nên bạn cứ làm đơn giản thôi. Và chúng ta chỉ cần đầu tư ra khoảng 30 phút cho tới 1 giờ mỗi ngày thôi, đó là chúng ta cũng có thể làm được rồi. 30 phút cho tới 1 giờ một ngày thôi là mình có thể hoàn toàn làm rồi nha các bạn đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể làm được bằng điện thoại đó. Tôi có một người em, người bạn này thì tên là Quang Bình đó, bạn tìm kênh YouTube là Quang Bình Official. Thì người bạn này đúng là cái khó nó cái khôn đó, không có điều kiện gì hết, chỉ có mỗi một cái máy điện thoại di động thôi. Và tất cả mọi thứ từ cái việc là bạn quay video, chỉnh sửa cắt ghép, đăng video lên YouTube, làm ảnh bìa cho video thì tất cả bằng điện thoại hết các bạn. Và bạn ấy từng có kênh YouTube gần 100.000 lượt sub rồi nha các bạn, gần đạt được nút bạc rồi đó. Sau đó cái kênh đó nó bị hack và bây giờ cái kênh YouTube của bạn nó gần được 50.000 lượt đăng ký rồi. Không, bạn thấy tuyệt vời không nào? Không, và người em này là chưa được 19 tuổi, chưa được 19 tuổi. Đó, thì bây giờ hãy nhớ là khi mà chúng ta làm YouTube, chúng ta hãy kiên trì với nó. Và mình định hướng đây giống như một cái nghề của mình vậy. Không, và mình chắc chắn thành công nếu như các bạn đó, hướng tới cái câu hỏi là người xem có ích gì cho của cái video của bạn quay đó. Và tôi tin chắc rằng nếu như bạn nó kiên trì với nó thì chắc chắn bạn sẽ đến thôi, và bạn sẽ thành công được với nó, được chưa nào? Và có rất là nhiều những case study thành công thực tế, họ đã kiếm được rất là nhiều tiền từ YouTube rồi, ok chưa nào? Rồi thì bây giờ bạn có hào hứng cái việc là bạn muốn coi cái kênh YouTube của Sơn á, là nếu như bây giờ 5 triệu lượt xem thì Sơn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nào? Đây chưa, 5 triệu lượt xem này, 5 triệu lượt xem, 5 triệu 149.205 lượt xem thì bây giờ Sơn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? À, giới thiệu luôn, bạn có thể là xem thêm những cái video của Sơn trên kênh YouTube ở đây đó, thì Sơn có chia sẻ rất là nhiều những cách về hướng dẫn kiếm tiền online, kiếm tiền trên mạng, kiếm tiền tại nhà đó, kiếm tiền bằng điện thoại smartphone, hoặc là hướng dẫn bạn là kiếm tiền bằng affiliate tiếp thị liên kết với Clickbank đó, thì rất là nhiều cách đó. Bạn có thể tìm từ khóa với kênh YouTube là Sơn PS để đăng ký, bấm vào nút hình quả chuông đó để được nhận những thông báo của Sơn nhé. Và bên cạnh đó thì bạn cũng có thể là kết bạn với cả Sơn trên Facebook cá nhân ở đây, đó là Nguyễn Tùng Sơn. À, có thêm một phần quà này cho bạn ở đây, đó là nếu như bạn muốn học về affiliate đó, tiếp thị liên kết kiếm tiền online trên mạng, mà mình muốn tạo được 1.000 đô la đầu tiên đó, từ online với kinh nghiệm bằng không, thì bạn hãy vào cái trang web là tự học clickbank.com hoặc là đường link phía bên dưới mô tả video này đó, thì Sơn có một cái khóa học miễn phí đó, dành cho bạn đây nhá, và nó chỉ giới hạn khoảng 27 người thôi. Sơn không biết rằng khi bạn coi thì nó còn giá trị hay không, nhưng bạn hãy cứ bấm vào đường link phía bên dưới mô tả video, thì cái nội dung video này nó sẽ bao gồm đó, rất là nhiều đó. Cái chương trình này nó trị giá là khoảng 3 triệu, nhưng là Sơn rất là muốn cái việc là mình cho đi giúp đỡ người khác không, và các bạn cũng học được những cái điều mà Sơn làm được, thì cái điều này Sơn đã làm cách đây rất nhiều năm rồi đó, nên nói bạn có thể tham khảo đó nhá. Rồi ok, thì bây giờ này quay lại cái chủ đề là 5 triệu lượt xem thì Sơn đã kiếm được bao nhiêu tiền. Rồi bây giờ là Sơn sẽ bật cho các bạn xem nhé các bạn. Ok thưa các bạn, và đây là cái giao diện đăng nhập của kênh YouTube của Sơn, và chỉ quyền admin thì mình mới được vào cái này thôi nha các bạn. Đấy, thì bây giờ là kênh YouTube mình là được 87.122 lượt đăng ký và có 5 triệu 149.205 lượt xem. Thì đây là cái đo lường trong vòng 28 ngày vừa qua, thì Sơn có 48.000 lượt xem kênh YouTube. Lâu lắm rồi mình không có đăng video mới lên đó, nên cái lượt xem nó bị giảm rất là nhiều. Đó, và bên cạnh đó thì mình có 726 lượt đăng ký mới trong 28 ngày qua, thì cái tổng doanh thu mình đạt được là 4,28 đô la, 4,28 đô la nha các bạn. Đó thì 48.000 lượt xem, tức là
khoảng 10.000 lượt xem thì mình được 1 đô. 10.000 lượt xem thì mình mới được 1 đô thôi. Đó, không được nhiều lắm đúng không các bạn? Rồi, thì bây giờ này, mình có vào để mình cho các bạn coi luôn. Bây giờ là Sơn sẽ bật cái khoảng thời gian ở đây là toàn thời gian. Đây cho các bạn coi một vài cái số liệu nhá. Cái lượt xem trung bình trên kênh YouTube của Sơn nó là 3,54 phút. Tức là cái người xem sẽ coi khoảng 3,354 phút đó. Rồi. Cái lượt thích so với lượt không thích thì nó sẽ khoảng là 4%. 4% là những người không thích, 96% là thích video của Sơn. Ok, rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn đừng quên bấm một nút like video để ủng hộ Sơn nhá. Và nếu như bạn muốn Sơn nó quay thêm những video và hướng dẫn cách kiếm tiền trên YouTube á, đó, cách làm YouTube như thế nào thì comment phía bên dưới nha, để Sơn sẽ là có động lực để mình làm thêm. Rồi, tiếp theo. 5 triệu lượt xem. Và tổng thời gian, đây là toàn thời gian. Toàn thời gian. Và tổng số tiền mà Sơn đã kiếm được đây, tên nén rèn 1.272 đô la với 5 triệu lượt xem. Đấy. Đây là cái con số thực tế mà các bạn đang nhìn thấy đây. Đó, con số rất thực tế mà các bạn đang nhìn thấy cho kênh YouTube 5 triệu lượt xem thì Sơn đã kiếm được 1.272 đô la. Đó. Thì đây là cái cách mà Sơn đang kiếm. Rồi, thì ngoài ra các bạn thấy là Sơn có kiếm được tiền từ đâu nữa không nào? Chắc chắn là có rồi. Thì cái mà Sơn tập trung vào á, đó là mình tập trung vào xây dựng nhân hiệu, xây dựng hình ảnh cá nhân để mình có thể là bán những cái sản phẩm khác, ví dụ là những cái gói đào tạo cố vấn cho doanh nghiệp, những cái gói mà setup, những cái gói coaching, những cái gói tư vấn cho doanh nghiệp để giúp cho doanh nghiệp gia tăng doanh số đó. Và Sơn đó là một người làm về internet marketing và giúp cho những doanh nghiệp có được thêm nhiều khách hàng hơn, nên nó bởi vậy á, cái số tiền kiếm được tiền từ YouTube ở đây á, nó chỉ là một phần rất là nhỏ đối với cái kênh YouTube của mình thôi. Và nếu như bây giờ các bạn xây dựng cái hình ảnh thương hiệu để mình bán hàng thêm á, thì các bạn sẽ kiếm được gấp hàng nghìn lần số tiền ở đây nữa. Rồi, thì đây là video này, nếu như bạn thấy thực sự nó có giá trị, nó có ý nghĩa thì đừng quên bấm một nút chia sẻ phía bên dưới video đó, và mình có thể giúp cho nhiều người khác biết tới video này của Sơn đó. Và trong thời gian tới như đã hứa, nếu như các bạn thực sự quan tâm về cái cách kiếm tiền YouTube như thế nào, cách làm sao để xây dựng những cái chủ đề để có nhiều người xem, thì có thể là comment phía bên dưới video là hướng dẫn tôi cách làm YouTube vì Sơn đó. Bởi vì kênh YouTube này tại sao mình không kiếm được nhiều tiền đó, chia sẻ với các bạn một bí mật, đó là trong suốt khoảng 3 năm vừa qua thì Sơn đã tắt kiếm tiền đi rất là lâu rồi các bạn. Đó là mình không bật quảng cáo kiếm tiền. Nên bạn có để ý không? Trên kênh YouTube của Sơn thì Sơn không có bật quảng cáo kiếm tiền nha. Đó, đây này, mình đã tắt đi quảng cáo kiếm tiền rồi. Nếu như mình quảng cáo kiếm tiền thì cái nút kiếm tiền đây nó sẽ có màu xanh. Nhưng nó đã rất là lâu rồi Sơn đã tắt đi quảng cáo. Đó, để bởi vì mình đã tập trung vào cái việc là mình trao giá trị cho người dùng. Mình không muốn rằng người xem video của mình là đang xem giữa chừng, họ gặp quảng cáo cảm thấy rất là khó chịu đúng không nào? Thì cái định hướng của Sơn thì Sơn không có làm video để quảng cáo kiếm tiền đó. Thì nếu như bạn quan tâm về những cách mà Sơn làm thì hãy comment phía bên dưới là tôi muốn học YouTube từ Sơn đó, thì tôi sẽ cho các bạn thêm những cái bí mật đằng sau kênh YouTube để Sơn sẽ chia sẻ với các bạn cái cách làm. Ok, rồi video khá dài rồi đó, cảm thấy rất là tuyệt vời. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.